Gỗ Nhân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm 2017. Ở clip này chúng tôi xin giới thiệu với quý khách một bộ bàn ghế ăn mẫu Louis Pháp được Đồ Gỗ Nhân chúng tôi tái hiện lại. Bộ này gồm có 8 ghế một bàn. Gỗ được làm chất liệu gỗ vụn và chúng tôi đang để nguyên mộc. Toàn bộ đường nét đục chạm hết sức là tinh xảo và phỏng theo mẫu Louis của Pháp và mẫu cổ được Đồ Gỗ Nhân chúng tôi tái hiện lại và đục chạm hết sức là kinh điển. Đi vào đường nét chi tiết thì tôi sẽ quay từ cái chân trước để cho quý khách gần xa chiêm ngưỡng được cái đường nét đục chạm của cái chân hết sức là tinh xảo đúng theo dáng Louis. Cái mẫu chân và này đục thì tuyệt đỉnh, các cái cột này như thế, tất cả gồm có 5 cái trụ, 4 chân. Bàn tròn này là mẫu bàn tròn mâm xoay, bên trên còn một cái mâm xoay nữa. Clip trước lúc sáng như đã giới thiệu là 3 bộ ghế, một bộ gỗ cẩm nai và một bộ gỗ gụ bàn 4 chân, tức là bàn chữ nhật. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết một bộ bàn ghế gỗ vụ bàn tròn mâm xoay gồm có 8 ghế một bàn và 2 ghế đang để trong nhà. Quý khách nào có nhu cầu muốn sở hữu cái sản phẩm đặc sắc này liên hệ trực tiếp với Đồ Gỗ Nhân chúng tôi tại hai cơ sở Hà Nội hoặc là Hải Phòng. Số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110 389. Đường kính của cái bàn tròn này là 1m38, được làm chất liệu gỗ vụ toàn bộ 100%. Và còn trên còn cắt một mặt kính nữa. Mẫu bàn ăn mẫu Louis này chúng tôi làm sản xuất ra rất là nhiều, từ gỗ vụ đến gỗ gõ, gỗ hương, gỗ mun và gỗ cẩm nai. Thậm chí cái khách nào có nhu cầu muốn đặt gỗ chắc đồ nên chúng tôi cũng sẽ đáp ứng. Mẫu bàn ăn Louis này rất là truyền thống với mẫu Đồ Gỗ Thanh Luân, sản xuất rất là nhiều. Video clip quý vị đang xem nên chúng tôi quay trực tiếp tại cơ sở 1, khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Kia là bức tranh Vinh Quy Bé Tổ, gỗ hương đỏ, chúng tôi đã phun PU xong, chuẩn bị bán ra cho khách hàng. Phía xa này là bộ cuốn thư câu đối, ba chữ ở giữa là đục chữ Hảo Quang Minh, dát vàng thật và 4 số 9. Bộ này chúng tôi làm theo đơn hàng của bác Thuận ở cầu Nguyệt, Kiến An, Hải Phòng. Tiếp sau chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết. Ngày mai chúng tôi sẽ chuyển xuống cơ sở 2 tại số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng để cho khách hàng xem cái bộ cuốn thư sơn son thiếp vàng phủ hoàng kim này. Cái này là dát vàng thật 100%. Quay trở lại bộ bàn ghế ăn gỗ vụ gồm có 8 ghế một bàn mẫu Louis Pháp, mẫu cổ thời xưa được Đồ Gỗ Thanh Luân chúng tôi tái hiện lại, đục chạm hết sức là tinh xảo. Và chiếc ghế này rất là dài và rộng và chân to là vuông 8 phân. Cái chân trụ ở giữa chúng tôi là vuông 22, chân riêng cái trụ giữa là to 22 phân. Đục chạm thì hết sức là tinh xảo. Và phía xa kia là một gian hàng trưng bày của chúng tôi, Đồ Gỗ Thanh Luân. Cách cái cửa hàng trưng bày khoảng 30 mét. Quý khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu cái sản phẩm đặc sắc này liên hệ trực tiếp với Đồ Gỗ Thanh Luân. Chúng tôi tại hai cơ sở Hà Nội và Hải Phòng. Tại hai cơ sở chúng tôi đã có rất nhiều mẫu hàng nhà để trưng bày. Đồ Gỗ Thanh Luân xin kính chào quý khách và xin hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau. Quý khách có thể lấy 6 ghế hoặc lấy 8 ghế đến 10 ghế. Chúng tôi có rất nhiều ghế để cho quý khách lựa chọn và đủ các loại mẫu mã khác nhau. Còn clip sáng chúng tôi giới thiệu là 2 bộ bàn chữ nhật và một bộ bàn tròn này. Clip này chúng tôi giới thiệu riêng một bộ clip để cho theo yêu cầu một số khách hàng ở phía Nam không về xem được tận mắt, tôi sẽ quay chi tiết cho khách hàng xem. Bộ này chúng tôi đục cả phía sau đây và vẫn đang để nguyên mộc. Thành Luân xin kính chào quý khách và xin hẹn gặp lại quý khách trong những clip sau.